FPTN hôm nay là thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016. Giáo dân thuộc Giáo xứ Thánh Giuse tại 4929 đường Sandy Porter, Charlotte, NC 28273 đem các thực phẩm khô lên giáo phận nhờ nơi đây phân phối cho những người nghèo vô gia cư mà người Việt Nam Công giáo đang sinh sống tại thành phố này. Có được nghĩa cử cao đẹp này là nhờ vào sự hướng dẫn và mời gọi của linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, chính sứ Giáo xứ Thánh Giuse, về sự đáp trả mà ông Nguyễn Văn Cử là một người giáo dân đã chia sẻ như sau. Đối với tôi đó thì những điều giáo xứ đang làm là một cái gương sáng không những chỉ có cho người Công giáo mà còn cho tất cả những người có lòng có thiện chí. Cái người homeless thì ở đâu cũng có. Và người ta những cái gì người ta cần thực phẩm, người ta cần ăn uống, cũng như mình đói thì mình cần ăn. Mà bây giờ có để mà mình cho người homeless đem đến như thế này thì đó là một cái điều rất là đáng khuyến khích và tôi rất tươi lòng, thích thú và thấy được cái điều giáo xứ đang làm. Xin chị có thể cho khán giả được biết cái cảm nghĩ ngày hôm nay giáo xứ Thánh Giuse đem đến thực phẩm khô lên giáo phận giúp cho những người nghèo. Chị có cảm nghĩ như thế nào? Xin cho khán giả được biết về cái cảm nghĩ của chị và công việc làm bác ái của giáo xứ Thánh Giuse. Vào mùa lễ tạ ơn này, giáo xứ Thánh Giuse của chúng tôi có tổ chức một bộ chương trình quyên góp thức ăn cho người nghèo trong giáo phận. Một việc làm bác ái này rất là có ý nghĩa, cho nên các bậc cha mẹ cũng được dịp tập cho các con của mình có một cái cuộc sống biết chia sẻ cho người khác và luôn biết tạ ơn Chúa đã ban cho mình được may mắn sống trong một cái gia đình ấm no và đầy đủ. Bên cạnh rất là còn nhiều gia đình sống rất là thiếu thốn, không có cái để ăn, không có nhà để ở trong một cái mùa lạnh giá rét như thế này. Giáo xứ Thánh Giuse làm việc bác ái không chỉ tại địa phương mà còn thực thi tại quê nhà vào dịp lễ Giáng sinh qua hình thức quà dâng lên Chúa Hải Đồng và trong năm cũng giúp cho các nơi truyền giáo do các dòng tu đang hoạt động nghèo khó. Các nghĩa cử này do chính phụ huynh đã làm được gương lành, gương sáng giúp cho thế hệ trẻ cảm nhận được giá trị tinh thần và lòng biết ơn và bác ái. Và cái việc làm này á, giúp cho thế hệ con cháu sau này đã biết được san sẻ cho người nghèo khó, rất là còn nhiều những người thiếu xung quanh mình. Giáo xứ chúng ta, giáo xứ Thánh Giuse của chúng ta mà trai xứ khơi lên những cái lòng rộng rãi và thương đến những cái người homeless, thương đến những người đói khát mà giúp đỡ như vậy thì tôi rất là vui mừng. Mà tôi rất mong nhiều người để có những tấm lòng rộng rãi hơn nữa để giúp đỡ bà con ta. Khi chúng ta năm 40 mấy chúng ta cũng khổ cực, cũng nhờ các nước, cũng nhờ người này người kia giúp đỡ. Đến năm 75 chúng ta cũng phải khổ cực, chúng ta cũng phải là mất nước, mất của, mất nhà, mất hết cả cơ nghiệp mà người ta đã cưu mang mình cho đến ngày hôm nay. Tôi mong rằng là đời cha ông của chúng ta đã để lại cho chúng ta những tấm gương sáng như vậy thì chúng ta bây giờ đã thực hành được rồi, chúng ta cũng cầu mong cho con cháu của chúng ta sau này để mà cũng theo cái truyền thống của chúng ta để nhớ đến những người đói khổ hơn mình, thiếu thốn hơn mình. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.